Rồi, xin chào anh em. Đây là chiếc máy ảnh DRLA Nikon 780, là cái phiên bản nâng cấp của chiếc D750. Nhưng mà nó sử dụng nhiều cái sức mạnh của chiếc D850 và chiếc D5, cũng như là rất là nhiều cái công nghệ của cái dòng mirrorless Z6, Z7 mà Nikon đưa vào trong này. Thì anh em camera đã trên tay trải nghiệm thì mình muốn chia sẻ với anh em 5 cái điểm mà mình ấn tượng về cái này. Rồi trước hết là cái chiếc D780 này sử dụng cái cảm biến CMOS DSI 24 chấm, nhưng mà cái bộ xử lý của nó thì Nikon đã sử dụng cái bộ xử lý của chiếc Z6 và Z7 rất là mạnh, và cái bộ xử lý ảnh Expert 6, có nghĩa là ở trên cái D750 thì họ Expert 4 thôi, cách một đời đến Expert 6 là trên cái dòng mirrorless Z6, Z7. Thì với cái bộ xử lý này cộng thêm cái thuật toán mới của Nikon thì mình thấy là cải thiện rất là nhiều về cái tốc độ lấy nét, khả năng đo sáng chính xác hơn và quay bờ lăng cũng như là bảo hòa màu này kia các thứ để cho ảnh nó được hiệu quả hơn. Đó là cái điểm mà cái D780 này nó được thừa hưởng rất là nhiều công nghệ, giống như là một cái máy ảnh live giữa dòng DRLA cao cấp và giữa cái hệ thống máy mirrorless dòng Z của họ. Rồi cái điểm thứ hai là cái chế độ live view. Thì anh em biết là các cái dòng máy DRLA trước giờ của Nikon đó là khi chúng ta chụp live view thì nó chỉ hiển thị cái hình ảnh trên cái màn hình LCD này thôi. Nhưng mà trên cái D780 này, đây là cái máy ảnh DRLA đầu tiên Nikon sử dụng cái chế độ exposure review live view. Là khi chúng ta sử dụng cái chế độ live view thì thứ nhất là cái hình ảnh hiển thị trên này chúng ta sẽ xem được trước cái độ sáng cũng như các thứ. Khi mà chúng ta điều chỉnh các thông số thì ảnh nó sẽ sáng tối theo các cái thông số, hay là cộng trừ EV gì đó thì nó hiển thị trên này luôn. Chúng ta nhìn thấy trên này như thế nào về ánh sáng thì chúng ta chụp ra như vậy, tương tự như là các cái dòng mirrorless vậy. Lúc đó là cái gương lực nó lật lên và ảnh nó vào trực tiếp trong cảm biến và chúng ta nhìn thấy được như vậy, rất là tiện. Đó. Thứ hai là khi chúng ta chụp trên cái viewfinder thì nó hiển thị 51 điểm lấy nét, nhưng mà trên cái LCD này thì đến 273 điểm lấy nét, tức là gần như là full cái LCD, cho nên là khi mà chúng ta chạm các cái điểm ở trên màn hình để lấy nét nó rất là nhanh và hiển thị cái hình ảnh rất là rõ ràng để chúng ta có thể dễ dàng hơn khi mà quan sát được cái khung hình ở trên cái LCD này. Cái điểm thứ ba đó là cái điểm lấy nét mắt người, thì Nikon gọi là Eye Detect. Chế độ này thì anh em thấy rất là nhiều ở trên các cái dòng mirrorless. Thì đây là chiếc máy ảnh DRLA đầu tiên mà Nikon làm cho cái máy của họ có cái tính năng lấy nét này. Chúng ta chỉ vào trong một cái mục menu, chúng ta kích hoạt cái chế độ đó, sau đó chúng ta chuyển qua chế độ AFC và nó sẽ lấy nét mắt của một người hay nhiều người trong một cái đám đông vậy. Thậm chí là chúng ta có thể quay qua người chủ thể đó, quay qua quay lại, khi mà nó nhận diện khuôn mặt và bám được mắt rồi thì nó cứ bám theo cái mắt của nhân vật khi chúng ta chụp ảnh chân dung, hay là muốn cho nó chính xác hơn khi mà chúng ta chụp người. Rồi cái điểm thứ tư là cái khả năng quay video của D780 này. Thì dĩ nhiên là các cái máy ảnh ngày hôm nay người ta tích hợp các cái thông số cũng như là cái khả năng quay video rất là mạnh mẽ, thì D780 này cũng vậy, quay 4K 30 frame trên giây và ở chế độ Full HD là 120 frame trên giây, rất là mạnh mẽ. Và có thể kết nối qua cổng HDMI đây để mà truyền dữ liệu này kia theo cái Nikon Lock đó. Và một cái nữa là khi chúng ta chuyển qua chế độ live view, như khi nãy mình nói về chế độ chụp hình á, thì chế độ quay video cũng vậy. Chúng ta có thể điều chỉnh các cái thông số trên này và cái độ sáng ở trên cái khung hình nó sẽ thay đổi theo, chúng ta nhìn được, kiểm soát được cái khung hình chúng ta sáng tối như nào khi chúng ta thay đổi thông số hay là điều chỉnh trên này, trên cái chế độ live view khi quay video rất là tiện. Một cái điểm nữa, điểm thứ năm đó là cái sạc qua cổng USB trên cái thân máy này, nhiều anh em Nikon rất là thích, rất là mong chờ. Đó là với cái cổng cáp USB-C, chúng ta có thể cắm trực tiếp vào trong máy để chúng ta sạc cái cục pin này. Pin này thì nó giống như là cái máy không gương lực Z6 và Z7 vậy. Thì mình đã thử sạc ở trên cái cục sạc của cái MacBook của mình, sạc bình thường, hay là trên các cái viên pin dự phòng để sạc bình thường. Thì theo như anh em tinh tế đã sử dụng cái Z6, Z7 thì chúng ta sạc bằng cái sạc rời á, thì nó khoảng chừng 2 tiếng là đầy. Nhưng mà sạc qua các cái cổng trực tiếp vô máy này thì nó sẽ lâu hơn đó. Nhưng mà như vậy thì nó sẽ giúp cho anh em đi chụp nhiều bên ngoài có thể là cảm thấy yên tâm hơn khi mà chúng ta có thể sạc qua cổng USB này.
Thì với những cái ưu điểm như vậy thì mình thấy đây là một chiếc máy ảnh DSLR full frame sử dụng rất là nhiều cái công nghệ từ các cái dòng máy lớn, máy chuyên nghiệp và công nghệ từ cái máy dòng máy mirrorless dòng Z của họ. Thì giá Nikonvix nói là tuần tới bán chưa có biết giá, nhưng mà giá quốc tế hôm công bố là khoảng 2.300 cho thân máy và 2.700 khi mà kèm theo cái ống kính 24-70. Đó thì mình nghĩ là anh em Nikon ha, thích sử dụng Nikon, đây cũng là một cái máy nâng cấp mà nhỏ gọn và rất là nhiều sức mạnh. Ok, cảm ơn anh em.